cô bé sáng sớm tỉnh dậy lớn tiếng gọi bà ngoại ấy vậy mà bà ngoại lại chẳng có chút phản ứng gì cô bé tưởng rằng bà ngoại chỉ ngủ quên mà không hề biết rằng bà đã không còn ở trên thế gian này nữa Cô bé tên là Tiểu Văn, mẹ vừa sinh Tiểu Văn xong đã không biết đi đâu. Bà ngoại nuôi cô bé từ nhỏ tới lớn. Tiểu Văn còn nhỏ nên không hiểu ý nghĩa của cái chết là gì. Cô bé cho rằng bà ngoại ngủ đủ rồi thì sẽ tự tỉnh dậy. Khi người cậu mở nhân viên tang lễ tới chỉnh nắn lại di thể của bà ngoại, Tiểu Văn đột nhiên cầm theo cây lao, chui từ tủ chui ra miệng hét lớn không được động vào bà ngoại. Người cậu bận tối tăm mặt mũi cũng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm cô bé. Một tay ôm cả người Tiểu Văn sang phòng bên cạnh, khóa cả cô bé và anh trai họ ở bên trong nhân viên tăng lễ đang trang điểm cho bà ngoại thì mợ của tiểu văn đột nhiên oán thán bà ngoại mất không đúng lúc lại đi đúng ngày con trai cô ta tham gia thi đấu người cậu yếu đuối khẩn cầu vợ mình có thể để ngày mai đem đi hỏa táng được không anh ấy muốn ở với mẹ thêm một ngày chỉ là người vợ lại kiên quyết không đồng ý còn nói rằng đã đặt xong vé máy bay tối nay trở về rồi nói rằng không có chuyện gì quan trọng hơn việc thi đấu ngày mai của con trai cả người cậu đau lòng bật khóc lớn người vợ cũng nhận ra mình vừa lỡ lời nên giả vờ ra vẻ bi thương ngồi bên cạnh cầm lấy tay của bà ngoại đột nhiên mợ tiểu văn phát hiện chiếc nhẫn vàng trên tay bà ngoại không cánh mà bay cô ta lập tức gọi nhân viên lễ tang lại nói rằng đồ của người chết mà các anh cũng dám trộm không sợ bà hương sao dù cho hai người có giải thích thế nào thì cô ta vẫn khăng khăng nói họ là kẻ trộm nhẫn vì để chứng minh bản thân trong sạch, hai người đàn ông cởi sạch đồ ngay trước mặt mọi người, tiến tới đòi người vợ kiểm tra. Người vợ không có chứng cứ giận dữ mắng một câu lưu manh rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhân viên tang lễ vô lại nhìn có vẻ hung dữ này, thực ra lại là có một cái tên cực kỳ ẻo lả là Mạc Tam Muội. Kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện anh vì cái tên của mình mà đã đánh nhau với người khác không biết bao nhiêu lần. Cũng vì vậy mà người quen biết đều gọi anh là Tam Ca. Không lâu trước vì để bảo vệ bạn gái mà anh đã đánh tình địch thương tích đầy mình, anh vừa mãn hạn được ra tù vì gia đình mấy đời đều làm tổ chức tang lễ mà anh cũng không tìm được công việc có thể diện nào, vậy nên chỉ đánh nối nghiệp tổ tiên. Khi đám người tam ca khiêng quan tài lên xe, anh họ nói với Tiểu Văn bà ngoại đã bị đưa vào cái quan tài lớn kia rồi. Tiểu Văn tỏ ra khó hiểu nhìn cỗ quan tài, cô bé không hiểu vì sao người lớn lại làm như vậy. Bà sẽ được đưa tới nơi hỏa táng, thiêu thành cho bụi rồi chôn xuống mộ nói linh tinh ông đây sẽ xé nát cái miệng của anh bà chết rồi mày cũng không gặp được bà ngoại nữa đâu anh còn dám nói nữa Tiểu Văn không hiểu chết có nghĩa là gì, cô bé chỉ biết kẻ mang bà ngoại đi chính là Mạc Tam Muội, do vậy cô bé tức tốc chạy ra ngoài, muốn cứu bà ngoại thân yếu của mình ra. Tiểu Văn đi theo quảng cáo trên xe đi mãi tới chiều mới đến được nhà Tam ca. Cô bé dùng cây giáo chỉ thẳng vào Tam ca yêu cầu anh ra bà ngoại cô bé ra, nhưng bà ngoại đã sớm bị thiêu thành tro, Tam ca lấy đâu mà trả lại cho cô bé chứ? Anh dứt khoát lệnh cho đồng nghiệp kiến nhân gọi cho người nhà tới đón cô bé về. Người cậu, cậu chạy tới Tiểu Văn sống chết không theo anh ấy về nhà, một mực muốn chờ bà ngoại về cùng. Sau khi người cậu cưỡng chế bắt cô bé về, ai ngờ đến tối cô bé lại đội mưa chạy tới. Người cậu sắp phải lên máy bay gấp, không còn đâu thời gian để lo cho Tiểu Văn. Vậy nên anh ấy lấy tiền ra nhờ Tam Ca chăm sóc Tiểu Văn ba hôm. Chỉ là Tam Ca chẳng hề muốn chăm nom Tiểu Văn, bởi vì đây là nhà tang lễ chứ không phải là nhà trông trẻ. Nhưng Kiến Nhân vừa thấy tiền, hai mắt đã sáng như đèn ô tô, tự mình làm chủ đồng ý với cậu của Tiểu Văn. Tiểu Văn từ nhỏ đã sống cùng với bà ngoại, vậy nên nhiều hành vi cũng đều ảnh hưởng từ bà. Khi ăn mì không có tỏi, cô bé nhất quyết không ăn, bởi vì bà ngoại từng nói ăn mì mà không ăn tỏi thì mùi thơm cũng mất đi nữa. Kiến nhân đề nghị cùng cô bé chơi trò trốn tìm ai ngờ cô bé nhất quyết muốn chơi mặt trượt đã thế còn phải chơi tiền khi tất cả tài sản của bé được lôi ra để trên bàn lúc này tam ca mới hiểu thì ra chiếc nhẫn bị mất là do cô bé lấy nhẫn của bà ngoại là cháu trộm hà cháu không trộm là bà ngoại cho cháu không thể để cậu cháu biết đến tối khi đi ngủ tam ca chợt cảm thấy trong miệng có chút mặn mặn anh bừng tỉnh phát hiện ra tiểu văn tè dâm anh nổi giận đùng đùng vừa vứt ga giường vào trong máy giặt lại vừa mắng tiểu văn lớn rồi mà còn te dầm ra giường Tiểu Văn hùng hồn nói cô bé đã sớm không còn tè dâm nữa rồi, là vì trước cửa nhà vệ sinh có một đôi búp bê vải nên cô bé mới không dám đi. Sáng hôm sau Tam Ca kiểm tra sổ đỏ trên giường, lúc này mới nhận ra sổ đỏ đang trong máy giặt, bởi vì hôm nay ông già nhà anh muốn chuyển nhượng sổ đỏ sang tên anh, chỉ là bây giờ sổ đỏ đã hỏng tan nát mất rồi, vậy nên không thể sang tên được. Tam Ca tức đến dậm chân nhưng cũng chẳng thể làm gì cô bé Na Cha này buổi chiều tam ca dẫn tiểu văn tới bệnh viện để nhận đơn hàng tiếp theo người ra đi là một đứa bé khi kiến nhân đi bàn công việc đúng lúc người nhà đứa bé kia đang cực kỳ đau thương họ thẳng thừng mắng chửi đuổi kiến nhân đi tam ca không muốn bỏ lỡ mối làm ăn này do vậy bảo cô bé tiểu văn đóng giả làm con gái mình thành công lấy được đồng cảm của khách hàng có được đơn hàng này nhưng anh còn chưa kịp mừng thì Tiểu Văn đã lại gây chuyện lớn. Sau khi Tiểu Văn đi theo bọn họ tới nơi tổ chức tang lễ, thấy có người khiêng quan tài đi vào, cô bé lầm tưởng bà ngoại mình ở trong đó. Vì để tìm bà ngoại, cô bé xông thẳng vào trong nhà tang lễ, náo loạn đám tang của nhà người ta. Người quản lý nổi điên dạy dỗ Tam Ca một trận còn bắt anh nộp tiền phạt, nếu không sẽ cấm bọn họ không được tới đây nữa. Tam Ca nổi giận đùng đùng tìm Tiểu Văn, mắng cô bé có phải do ông trời phai xuống để hủy hoại cuộc đời anh không? Tiểu Văn cũng biết mình làm sai tuổi thân nói, cháu tưởng rằng bà ngoại ở bên trong cái hộp lớn đó xuống xe mày nhìn thấy không hả mày có nhìn thấy ông khói kia không bà ngoại mày bị thiêu biến thành khói bay lên trời rồi không thấy nữa biến mất rồi về sau cũng không thể nhìn thấy bà nữa mày có hiểu không hả đã rõ chưa bà ngoại bà ngoại về nhà ba người an ủi tiểu văn nói rằng bà ngoại cô bé bị thiêu thành khói xong thì bay lên trời hóa thành vì sao tiểu văn tưởng thật cô bé ngồi một mình ngoài sân nhìn sao trên trời mở đoạn ghi âm bà ngoại khi còn sống gửi cho mình trong đồng hồ điện thoại đeo tay lên sáng sớm hôm sau tam ca vừa dậy đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi không ngờ tiểu văn lại vẽ lên lọ cho cốt Ông đây biết mày lại bay trò mà, làm gì vậy, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, hả? Ông đây đã nói cho cậu rồi, con bé na cha của cậu chính là khắc tinh của ông đây. Nhóc không ép ông đây xuống núi ngũ chỉ sơn thì quyết không dừng tay đúng không? Vẽ bậy bạ lên lọ cho cốt, sao mày nghĩ ra được cái này vậy hả? Nói. Bởi vì 10 giờ cần hỏa táng muốn đặt thêm một lọ mới thì cũng chẳng còn kịp nữa. Tam ca chỉ đánh nghiến răng đi tới nhà tang lễ. Nhưng khi người nhà nhìn thấy hộp cho cốt sặc sỡ sắc màu, họ không những không nổi giận, ngược lại họ còn cảm kích rơi lệ. Bởi vì khi còn sống con gái của họ cũng thích vẽ vời. Khách hàng không chỉ đích thân tới cảm ơn Tiểu Văn, họ còn đưa cho Tam ca một phong bì lớn. Gặp họa phải phúc xong, kiến nhân mua nhiều đồ ăn vặt để thưởng cho Tiểu Văn, còn khen ngợi cô bé là một ngôi sao may mắn. Tiểu Văn cũng cực kỳ tự hào, thuận tay cầm một viên đạn nhựa nuốt xuống. Tam ca phát hiện đây không phải là đường, lập tức bóp miệng bảo Tiểu Văn nhổ ra, nhưng cô bé đã nuốt đạn xuống, nào còn kịp nữa. Cả ba người sợ xảy ra án mạng tức tốc đưa Tiểu Văn tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xem phim chụp x quang để dặn cô bé về nhà ăn nhiều chuối và rau hẹ thì có thể đi nặng ra được. Vì để chắc chắn có ra được hay không, mỗi lần Tiểu Văn đi nạn xong, ba người đều tức tốc xông thẳng vào nhà vệ sinh, cẩn thận kiểm tra. Sau so vài lần liên tục như vậy, cuối cùng Tam Ca cũng tìm thấy được viên đạn. Mấy người vui như thể thứ ra là bảo vật vậy thời gian ba ngày trước mắt trôi qua tam ca nhận được điện thoại của cậu tiểu văn do vậy anh tự dẫn tiểu văn trở về tam ca vừa xoay người rời đi thì mợ tiểu văn liền cãi nhau với cậu cô bé người mợ cạnh khoe nói tiểu văn chính là đứa con ghẻ Tam ca xem thường nhất chính là loại người thân như vậy. Anh xuống thẳng tới cảnh cáo cô ta đối xử tốt với Tiểu Văn chút. Mọi Tiểu Văn từng nếm trải sự lệ hại của Tam ca vậy nên không dám gây chuyện trước mặt anh. Cô ta chút hết lửa giận lên đầu cậu cô bé. Người cậu bị vợ quản nghiêm không dám làm trái ý vợ mình. Anh ấy cầu xin Tam ca nhờ anh chăm sóc Tiểu Văn thêm vài ba hôm nữa. Đợi khi nào anh ấy xoa dịu vợ xong thì sẽ tới đón Tiểu Văn về. Tuy rằng Tam ca bề ngoài hung dữ nhưng bên trong lại cực kỳ tốt bụng. Chỉ cần Tiểu Văn tình nguyện gì anh không có ý kiến gì. Khi người trọng hỏi Tiểu Văn, Tiểu Văn không chút do dự xông thẳng ra ngoài. Nhận được sự đồng ý của Tiểu Văn, Tam Ca cảm thấy vô cùng tự hào, dứt khoát không lấy một phân một cách nào, dứt khoát đưa Tiểu Văn về nhà. Khi họ vừa về tới nhà thì người ba tính nóng như kem của anh đã chờ sẵn ở đây từ lúc nào. Tam ca vừa xuống xe ông lão đã dùng gậy cứu vậy mà đạp vào người anh. Thì ra chuyện tiểu văn làm náo loạn ở nhà tang lễ đã truyền đến tai ông. Ông ấy hận sắt không thành thép, vì vậy cố tình tới dạy dỗ con trai một trận giao hồn. Tam gia biết ông già nhà mình vẫn luôn xem thường đứa con này, dù cho anh có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Anh dứt khoát giơ đầu ra để cho ông ấy đánh. Nhưng đúng lúc này tiểu văn đột nhiên xông ra đứng chắn trước mặt Tam ca, nói rằng họa do mình gây ra thì tự mình gánh, muốn đánh thì cứ đánh cô bé. Bà Tam ca thấy tiểu văn chỉ là một đứa bé nên cũng không ra tay đánh người nữa, chỉ đánh mắng Tam ca một trận tơi bờ. Sau khi hai ba con cãi nhau xong vì để không muốn bị ông già nhà mình xem thường nữa, Tam Ca cả, cả gan nói mình sẽ tự nghĩ cách để mua nhà, không cần một đồng tiền của ba mình. Bị trọng tức, ông lão dơ gậy lên chỉ vào anh nói, nếu như trong vòng thời gian 30 ngày không lấy ra được 300.000 tệ thì cuốn xéo khỏi cái nhà này. Kiếm 300.000 trong vòng 30 ngày, Tam Ca nào có năng lực này chứ? Vậy nên anh chỉ đành được đến đâu hay đến đó? Hôm đó lúc ăn sáng Tiểu Văn nhặt đồ ăn rơi xuống bàn nhét vào miệng ăn, Tam ca không chịu được nữa mượn cớ lần này để ra quy tắc với cô bé. Thứ nhất, về sau lúc ăn phải ăn chậm nhai kỹ, thứ hai, đồ rơi xuống đất không được ăn nữa, đồ ăn không sạch sẽ ăn vào hết bệnh. Bà ngoại nói, thứ ba, mày đừng có nhắc bà ngoại với ông đây nữa, kể từ hôm nay quên bà ngoại mày đi. Thứ tư, về sau không được cắn người nữa. Tuy rằng hai người thường xuyên đấu khẩu với nhau nhưng Tiểu Tam thật lòng là vì muốn tốt cho Tiểu Văn, còn Tiểu Văn tuy rằng nghịch ngợm nhưng cũng biết rõ ý tốt của Tam ca. Hôm đó vì để giúp Tam Ca tích cóp được 300 000 cô bé đã giới thiệu bạn nhảy của bà ngoại cô bé cho anh. Ông ấy nói mình không con không cái, sợ rằng khi chết xong cũng không có ai lo khăn tang cho, vậy nên muốn chuẩn bị trước một tang lễ long trọng cho bản thân trước. Tam Ca nghe thấy muốn tổ chức tang lễ cho người sống thì lập tức từ chối tại chỗ. Nhưng nghe thấy ông ấy ra giá 300 000 tệ, anh lập tức liền trở nên có hứng thú. Vì nếu như có 300 000 tệ trong tay thì anh có thể nở mày nở mặt trước ông già nhà mình rồi. Sau vài ngày chuẩn bị toàn bộ diễn viên và hiện trường tang lễ đều được chuẩn bị tươm tất, tang lễ được cử hành đúng kế hoạch. Nhưng ngay khi mọi người đang diễn màn khóc tang thì chợt người nhà ông lão đột nhiên xông tới làm loạn. Cháu trai cầm đầu còn mắng mỏ ông lão, ra đầu còn làm mất mặt gia tộc. Hai bên đấu đá làm loạn một hồi xong thì tất cả đều bị lôi tới cục cảnh sát để làm hòa giải. Vì hai bên không có ai bị thương nên nhân viên làm công tác phê bình giáo dục xong thì bảo ai về nhà nấy. Trước khi đi, ông lão nói sự thật với Tam Ca là Tiểu Văn bảo mình đi rút tiền trong thẻ của bà ngoại rồi tìm lý do để đưa cho Tam Ca. Vậy nên ông ấy mới tổ chức tang lễ người sống này mà Tiểu Văn tình nguyện đưa tiền cho Tam Ca là vì cô bé đã chuẩn bị sẵn sẽ ở cùng Tam Ca cả đời. Về đến nhà ba Tam Ca lại lần nữa nổi trận lôi đình đập phá nhà cửa tan tành, thậm chí còn muốn Tam Ca phải dọn ra khỏi nhà. Anh thật sự vô cùng khó chịu nói thẳng dấu ướt ướt bao năm nay. Hồi nhỏ tôi muốn xem hoạt hình, không đi phát tang với ông ta. Ông ta đánh tôi một trận, người ta mắng tôi là kiếm tiền của người chết, tôi đánh nhau với người ta, ông ta làm gì? Ông ta đứng trên lầu nhìn, quay lưng bỏ đi không làm gì cả. Tam muội, bố, con hỏi bố cái này nhé. Con biết bố thích anh hai hơn con, anh ấy mới là con ruột của bố. Hay là như thế này đi, bố đánh chết con, con xuống dưới đó rồi đổi chỗ với anh trai, đổi anh ấy về với bố. Buổi tối tâm trạng của hai người đều không tốt, khi Tam Ca đến ăn ủi Tiểu Văn, Tiểu Văn nói đồng hồ của cô bé hỏng rồi, hy vọng Tam Ca giúp cô bé sửa vì trong đó có giọng nói của bà ngoại. Tam Ca đồng ý với cô bé còn dùng bút màu vẽ một cái khác để cô bé đeo tạm thời một buổi sáng con trai nhà hàng xóm đọc thơ trước cửa trong ánh mắt tiểu văn đầy sự ngưỡng mộ tam ca biết nên cho cô bé đi học rồi thế là tìm đến cậu của tiểu văn nói sổ hộ khẩu nhưng cậu của tiểu văn chỉ lấy ra giấy chứng từ của mẹ cô bé nói mẹ cô bé đã mất bà ngoại cũng đã mất lại không biết bố ruột cô bé là ai theo lý thì đáng ra người làm cậu này phải nuôi dưỡng nhưng vợ anh ấy sống chết không đồng ý nên hộ khẩu của tiểu văn vốn không thể giải quyết tam ca không nói nhiều đưa người cậu tới cục dân chính muốn nhận nuôi tiểu văn nhưng theo quy định của pháp luật người chưa kết hôn không đủ tư cách để nhận nuôi nên tam ca không có cách nào nhận nuôi tiểu văn được lúc tam ca không biết nên làm thế nào đồng nghiệp kiến nhân và bạch tuyết thế mà lại lén lút kết hôn hai người họ đều thích tiểu văn nên đã nhận nuôi của bé dưới tên của mình còn thực tế là do tam ca nuôi nấng có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp tiểu văn thuận lợi đến trường mẫu giáo hôm đó bạn gái cũ đột nhiên đến tìm tam ca đôi mắt đấm lệ cầu xin anh giúp đỡ thì gia chồng của cô gặp tai nạn xe bị đâm đến mức không thể nhìn ra vì không có tiền tìm thợ trang điểm chuyên nghiệp nên đến tìm tam ca nhờ giúp đỡ nhưng chuyện ghép xác này tam ca cũng không biết chỉ có ba anh mới biết nhưng bây giờ anh và bố đang có trục trặc nên đã từ chối bạn gái cũ anh ngờ rằng tiểu văn bỗng nói ra một câu cháu đi tìm ông dưới sự trợ giúp của Tiểu Văn, hai cha con vốn cứ gặp mặt là cãi nhau, cuối cùng cũng bình tâm ôn hòa ngồi lại với nhau. Sau khi rót một bình rượu và bình giữ nhiệt của ông thì coi như đã xong việc, quan hệ của hai cha con cũng đã trở lại như cũ. Dưới sự dẫn dắt của bố Tam Ca dũng cảm thành công khôi phục hình dáng cho tình địch, nhưng lúc ra khỏi phòng mổ ông lại vì thế mà đổ bệnh. Tam Ca đang ở bệnh viện chăm sóc ông bố thì nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo. Cô nói Tiểu Văn ở trường gặp rắc rối. Nhìn thấy con trai gấp gáp như vậy, ông dục con mau đến trường mẫu giáo. Sau khi Tam ca rời đi, ông vui mừng từ tận đáy lòng vì cuối cùng con trai cũng đã có chuyện để quan tâm. Thì ra cô giáo bảo các học sinh biểu diễn tiết mục, tiểu văn thế mà lại chuẩn bị tiết mục người con hiếu thảo phát tang. Hiếu tử đập bát, Tây Phương đón người, mẹ ra đi thanh thản, hu hu Mẹ của bạn học sinh thấy con khóc thương vì mình giận đến xém chút nổ tung tại chỗ, bên đi tìm mẹ bạn học sinh xử lý. Lợi hại hơn là trong bức tranh tiểu văn vẽ không chỉ có vòng hoa, còn có hũ cho cốt sau khi nghe cô giáo nói tam ca biết tiểu văn chịu ảnh hưởng từ mình nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ vì để bày tỏ lời xin lỗi anh kéo tiểu văn cúi đầu xin lỗi các phụ huynh khác những ngày tháng sau đó tam ca toàn tâm toàn ý tận lực kiếm tiền dưới sự khuyên bảo của ba mình anh cũng dần dần yêu thích công việc này trước đây anh cho rằng đây là kiếm tiền từ người chết lúc nào cũng cảm thấy bị người ta xem thường nhưng bây giờ anh đã hiểu ra chết mới là nhân sinh đại sự lúc sinh ra thì nở mày nở mặt lúc đi rồi cũng cần phải có thể diện bọn họ tiễn người đã khuất đi chặng cuối cùng cũng cho họ tôn nghiêm cuối cùng chỉ công việc gia tam ca còn một việc quan trọng nữa đó chính là giúp tiểu văn sửa đồng hồ vì bên trong có giọng của bà ngoại cô bé anh chạy đến vô số những công ty công nghệ cuối cùng mới khôi phục được dữ liệu bên trong vào ngày sinh nhật tặng cho cô bé một con rối chỉ cần bấm vào công tác sẽ vang lên giọng nói của bà ngoại Sườn lợn hầm ngó sen bàn đầu xong cho cháu rồi này tiểu văn cháu lại chạy đi đâu mất rồi về nhà sớm nhá đi đường cẩn thận đấy ra ngoài chơi nhớ uống nhiều nước nhá đừng chơi trong bóng mát nhé, con gái ra dám nắng không đẹp đâu cháu gái bà mua dưa hấu cho cháu này mau về nhà ăn nhá Tiểu Văn nhà chúng ta là xinh xắn nhất, Tiểu Văn nhà ta nghe lời nhất, ngoan ngoãn đợi bà quay về nhé. Bà mua cho cháu bánh dày đường đen cháu thích nhất. Thời gian trôi đi Tiểu Văn đã hoàn toàn chấp nhận Tam Ca chỉ là vẫn không thay đổi được cách xưng hô. Tam Ca vốn không để ý chuyện này, hạnh phúc hiện tại đã khiến anh cảm thấy rất mãn nguyện. Anh vốn tưởng rằng cuộc sống của bọn họ sẽ cứ bình yên như vậy, không ngờ một ngày cậu của Tiểu Văn dẫn một người phụ nữ đến, còn nói cuối là mẹ ruột của Tiểu Văn. Vì trước đây anh nhìn thấy giấy chứng tử của mẹ Tiểu Văn nên không tin cuối là mẹ của Tiểu Văn, cho dù đối phương có nói ra sinh nhật của Tiểu Văn cùng với vết bớt trên chân, Tam Ca vẫn không thể tin buổi tối tam ca hỏi tiểu văn đã từng gặp mẹ chưa tiểu văn bình thản nói cháu không có mẹ cũng không có bố cháu chui ra từ khe nứt trên đá lúc tam ca cúi người xuống nhặt đồ đúng lúc nhìn thấy vết bớt trên gót chân tiểu văn giống hệt như người phụ nữ đó nói lúc đó anh không thể không tin người phụ nữ đó là mẹ của tiểu văn nhưng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào Tam ca vừa ra khỏi cửa thì thấy mẹ ruột cô bé, cô ấy đã đợi ở đây rất lâu. Tam ca tức giận chất vấn cô ấy, sau khi bà ngoại Tiểu Văn mất cô ở đâu, con bé bị cậu mợ đuổi đi cô ở đâu, bây giờ con bé có cuộc sống ổn định cô lại muốn đưa nó đi, cô có biết xấu hổ không? Đối phương cũng là người cưng rắn, nói bản thân đúng là không biết xấu hổ, sau đó tự tát mạnh vào mặt mình. Lúc Tam ca xoay người đi vào nhà cô ấy vội vã đuổi theo giải thích, thì ra cô ấy 19 tuổi đã ra ngoài xã hội không ngờ không làm được trò chống gì, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ. Sau khi bạn trai âm thầm bỏ đi, cô ấy tự mình sinh ra Tiểu Văn vì lúc đó không can tâm. Cô ấy bỏ Tiểu Văn lại cho bà ngoại rồi ra nước ngoài lang bạt. Không ngờ rằng sau khi ra nước ngoài lại đi sai đường và ngồi tù, vì vậy nên không thể quay lại. Mà giấy chứng từ đó là vì bà ngoại luôn không liên lạc được với cô ấy mới nhờ người xử lý. Sau khi biết cảnh ngộ của cô ấy, Tam Ca cũng có chút không đánh lòng. Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của Tiểu Văn. Bản thân không có quyền ngăn cản mẹ con họ nhận nhau nên đã bảo cô ấy cho mình 3 ngày. Ngày tiếp theo trường mẫu giáo tổ chức ngày gia đình, sau màn trình diễn tuyệt vời của Tam Ca giành được rất nhiều tiếng vỗ tay của đám trẻ, cuối cùng là hoạt động cảm ơn. Tiểu Văn ghé sát vào nói, cháu biết chú vẫn luôn lừa cháu, cháu không thể nào gặp lại bà ngoại nữa. Nhưng cháu không sợ nữa vì còn có bố rồi. Nghe thấy những lời này Tam Ca xúc động rơi nước mắt. Anh rất muốn sống cuộc sống với Tiểu Văn nhưng cũng không nhận tâm ngăn cản hai mẹ con nhận nhau nên vẫn quyết định trả Tiểu Văn lại cho mẹ cô bé. Nhân lúc sau khi Tiểu Văn ngủ say Tam Ca bế cô bé lên xe, giao cô bé cho mẹ ruột. Trước khi tạm biệt, anh đem toàn bộ tiền tích cóp đưa cho mẹ Tiểu Văn nhưng cô không thể nào nhận được. Trong lúc hai người đang tranh cãi, Tiểu Văn đột nhiên tỉnh lại. Cô là ai thế? Con gái là mẹ đây, là mẹ đây. Cháu không có mẹ, sao có thể không có mẹ được? Tiểu Văn cháu nghe Tam ca nói này, cuối thực sự là mẹ cháu, bây giờ cuối đưa cháu về nhà. Cháu không đi với cô ấy, thả cháu ra, buông tay, cháu không đi đâu, cháu không có mẹ, cháu không đi với cô đâu. Anh để chúng tôi đi đi, để chúng tôi đi. Cháu không đi đâu, thả cháu ra, cháu không đi với cô ấy, thả cháu ra, Tam ca, Tam ca, cháu không đi với cô, Tam ca sau khi tiểu văn đi tam ca còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận được tin bố mình mất anh làm theo di nguyện của ông cẩn thận trang điểm sửa soạn cho ông sau khi hỏa táng bỏ vào hộp sữa bột chị gái kiên quyết chôn cất ông yên nghỉ nhưng tam ca phải tôn trọng di nguyện của ba nên cố tình cướp lấy lọ cho cốt đem ra bờ sông dùng pháo hoa tiễn ba mình lên trời sau khi xong việc mẹ tiểu văn gọi điện tới nói tiểu văn mất tích rồi bọn họ chia nhau đi tìm khắp nơi tìm suốt một đêm dài cũng không có chút tin tức gì nhưng khi bọn họ về đến nhà đằng sau truyền đến tiếng gọi của tiểu văn cháu chạy đi đâu thế hả cháu nửa đêm còn chạy lung tung làm gì cháu bị người xấu bắt đi thì làm thế nào cháu đi lạc thì làm thế nào bố của cháu là mạc tam muội nhà của cháu ở số 73 lên thiên đàng đường hoài an phố diên giang quận vũ hoa cháu sẽ không đi lạc vào ngày kiến nhân và bạch tuyết kết hôn mẹ đưa đồ của tiểu văn đi tới sau đó thất vọng quay người rời đi tam ca đột nhiên hỏi cô công việc này của chúng tôi cô có thể làm không sau khi mẹ tiểu văn trầm mặc trong giây lát trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim nhân sinh đại sự các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.